Chào đón quý vị đến với chương trình Thanh Mai Show. Thưa quý vị, Mai nhớ có một câu nói của một chuyên gia hôn nhân gia đình Nico Art, người Mỹ, cho biết rằng là khi ở bên những người vui vẻ hay là chúng ta gặp được những điều vui vẻ thì chúng ta có xu hướng cảm thấy hạnh phúc hơn. Vâng, như vậy thì quý vị hãy đến với Thanh Mai Show cũng là một cách để chúng ta lại đem niềm vui cho nhau, phải không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay nhé. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Trò Chuyện Cùng Mai. Thưa quý vị, trong lần trước chúng ta cùng gặp gỡ với ca sĩ diễn viên Nguyễn Duy Hùng để tìm hiểu được con đường khám phá âm nhạc cũng như là nghệ thuật. Còn lần quay trở lại đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ để tìm hiểu những năng lượng tích cực mà Nguyễn Duy Hùng đã cùng khám phá để có thể đem lại sự trẻ trung cho mình như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ anh nhé. Xin chào Hùng. Chào chị Thanh Mai. Cách đây không lâu thì Mai cũng có nhớ là trong những cái Facebook của Hùng thì Hùng hay viết cái câu cuộc sống tươi đẹp. Nói chung là với những cái năng lượng tích cực mà Hùng muốn chuyển đến cho quý vị khán giả, thì không biết là đối với bản thân Hùng, cái tích cực đó Hùng muốn thể hiện để cho mọi người vui hay là thật sự trong lòng mình luôn luôn có những suy nghĩ lúc nào cũng hướng về màu hồng, lúc nào cũng muốn là cuộc sống nó nhẹ nhàng. Dạ, bản thân em thì luôn luôn chia sẻ những cái dòng trạng thái tích cực vui vẻ cho mọi người. Bởi vì em biết được là những khán giả của mình, họ luôn luôn mong muốn được nhìn thấy những người nghệ sĩ lúc nào cũng lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp. Chính điều đó cho nên là em yêu thương và trân trọng tình cảm yêu thương của mọi người. Và đôi khi những dòng trạng thái ấy cũng là một cái sự nhắc nhở cho bản thân mình. Lúc nào dù cuộc sống có thăng trầm như thế nào thì chúng ta có cái tinh thần tốt, có một cái suy nghĩ tích cực thì chúng ta đều có thể vượt qua khó khăn ấy bằng một cái sự lạc quan. Và điều đó nó chỉ là một cái sự thử thách, và đọng lại sau những cái thử thách ấy thì là một cái sự trưởng thành. Vì thế cho nên là em luôn luôn gắn liền với những cái hoạt động cộng đồng hay là những cái chia sẻ trên Facebook là hướng đến những cái điều tốt đẹp. Và em thấy thực sự thì nó đã tạo cho mình một cái cộng đồng khán giả, những người cũng luôn luôn hướng đến những cái điều tích cực. Vì thế em chỉ muốn nhân rộng những cái điều mình mong ước này, không chỉ là Facebook mà nó còn là những cái hoạt động thường ngày nữa, trong lĩnh vực biểu diễn của mình cũng vậy. Thực ra thì Mai có nhớ một câu nói như thế này nè, hãy tỏ ra con can đảm, thì cuối cùng con sẽ can đảm thật. Có nghĩa là hãy tỏ ra mình tích cực và mình tích cực thật. Đương nhiên tích cực nó cũng phải là do chính bản thân mình nữa. Nhưng không thể nói là năm 365 ngày đều là những ngày màu hồng. Có những ngày cũng hơi xám xịt một tí. Nhưng mà khi chúng ta cố gắng vượt qua bằng chính cái tinh thần của mình, và cái tích cực đó lại quay ngược trở lại, lại phản xạ lại với chúng ta. Đúng không? Có lẽ chính vì điều đó mà Hùng 20 năm rồi, Hùng không có đổi mấy. Thực sự là không thay đổi ngoại hình của Hùng, gương mặt của Hùng. Cũng có thể là một phần vì cái tích cực đó không? Dạ, có lẽ là cái công việc của em may mắn là 22 năm thì lúc nào cũng giữ được một cái khối lượng công việc ổn định. Thành ra là mình có yêu khán giả của mình, yêu sân khấu thì mình lại luôn luôn ý thức về sức khỏe. Vì thế cho nên là bên cạnh việc mà tham gia biểu diễn nhiều nơi thì em cũng ý thức việc là mình phải giữ một cái tinh thần lúc nào cũng quân bình, ổn định và lạc quan. Bên cạnh đó thì em cũng có tập thêm những cái bộ môn thể thao như là võ thuật hay là yoga. Đúng rồi. Và khi mà tìm đến yoga thì em lại phát hiện ra được thêm những cái bài thiền thư giãn để mình có thể chia sẻ cho những cái người bị mất ngủ này hay là những người bị stress. Thì em thấy là trước hết là bản thân mình đã thay đổi, thì mình muốn là chia sẻ cái điều này. Và điều mà em nhận lại được thì đó cũng chính là những cái tin vui, những cái tín hiệu từ những người đã cảm nhận được những cái bài thiền thư giãn đó. Thì họ cũng đã có được cái sự chuyển biến. Điều này làm cho em tăng thêm cái sự tự tin, cũng như là cảm thấy được là cái sự khám phá của mình
nó mỗi ngày một ý nghĩa hơn cho cuộc sống và cho chính mình nữa. Đúng rồi, chính bản thân Mai cũng vậy. Mai cũng hay nghe Nguyễn Phi Hùng mỗi khi mà mình cần một giấc ngủ, nghĩa là cứ mở trong YouTube mình tìm cái gì kiểu mà giống như 30 phút thiền ngủ ngon, thư giãn gì đó là hiện lên, sau đó mình nghe. Và vì những cái cách nói của Hùng chậm rãi, đều đặn, từ từ thấm vào trong cái suy nghĩ, và để cho mình không tập trung suy nghĩ như nào khác, chỉ nghe và đồng thời là chú ý đến toàn bộ cơ thể của mình, từ bàn tay, bàn chân cho đến gương mặt của mình. Nên cuối cùng là cái giấc ngủ đến một cách rất là nhẹ nhàng. Và ở dưới đó, sau đó có một lần tình cờ Mai đọc ở dưới, thấy mọi người cảm ơn Nguyễn Phi Hùng rất là nhiều. Thì chính cái tích cực và những cái điều mà mình đem lại cho người khác, thì cuối cùng mình lại nhận được cái gọi là cái cảm ơn, cái biết ơn. Và cái đó cũng là một cái năng lượng tích cực mà mình nhận lại được, đúng không Hùng? Thực sự cho thì là nhận đó. Dạ, ước muốn của em là chỉ mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người. Và đôi khi em chưa có thể biết ngay được bài thiền đó đâu. Nhưng mà trong cái mơ ước của mình thì dường như mình lại gặp được cái người trao cho mình những cái giá trị đó. Đó chính là những người thầy dạy yoga chuyên nghiệp của Ấn Độ. Thấy được cái nhiệt huyết của em, cho nên là họ đã trao tặng cái bài thiền đó. Hay quá. Và em đã dịch ra tiếng Việt để phổ cập cho những người mà yêu sức khỏe, có thể luyện tập mỗi ngày, để thư giãn mỗi ngày. Đúng rồi. Dạ, thực ra là trong cái cuộc sống mà quá nhiều cái hối hả, quá nhiều cái ước vọng mà đôi khi chúng ta không đạt được, hay là có những cái ngày mà có những cái điều gì đó nó không may xảy đến, thì đôi khi chúng ta hơi bị tiêu cực một chút, thì chúng ta sẽ tìm đến những cái tích cực. Mà bây giờ như Mai nói là Mai thì thường hay nghe nhạc thiền này, hay là nghe nhạc gọi là thư giãn. Thì tự nhiên mình thấy cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hẳn trở lại, bởi vì trong công việc thì không thể tránh khỏi. Và Mai cũng nhận được cái tín hiệu của khán giả muốn đặt câu hỏi. Mai thấy cũng nhiều lắm. Nhưng mà có một câu hỏi này Mai thấy là nó phù hợp với lại đề tài mà Mai và Hùng đang trò chuyện này, để Mai đọc nha. Anh Hùng có biết bài tập yoga nào trị mất ngủ chỉ giúp em với? Không hiểu làm sao khoảng một tháng nay em vô cùng khó ngủ, người hốc hác hẳn. Cảm ơn chương trình, cảm ơn ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Chúng ta vừa nói đến cái bài thiền thư giãn, thì đây cũng chính là một cái sự gợi ý mà Hùng mong muốn bạn hãy cho mình một cơ hội để trải nghiệm với bài thiền này, chỉ trong vòng khoảng hơn 20 phút thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ hệ thống cơ thể, và lúc đó chúng ta mới hiểu tầm quan trọng của khi mà chúng ta không để tâm trí của mình đi quá nhiều nơi, mình chỉ tập trung vào hơi thở thôi, thì lúc đó cái giấc ngủ đến sẽ rất là nhẹ nhàng. Thì đây là một phương pháp tập mà nói là tập nhưng mà thực sự không phải tập. Chỉ cần nằm một chỗ và chúng ta thư giãn đúng cách thôi là chúng ta đã có một giấc ngủ ngon. Đúng rồi. Và sau khi bạn trải nghiệm cái bài tập này xong rồi thì Hùng sẽ tiếp tục giới thiệu đến những bài tập mà vận động cơ thể. Giống như cái bài tập mà hít vào, mà hít thật sâu xuống đan điền. Xong rồi thở ra, chúng ta thở ra từ đến não xong qua đến mũi, thì Mai cũng đi theo như vậy. Vì Mai cũng tập yoga. Mai và Hùng mà tập yoga thì rất là thuận lợi, bởi vì nói chung chị em mình cũng khá là dẻo. Và yoga thì đòi hỏi sự dẻo dai, đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, đòi hỏi tĩnh tâm. Thành ra khi mà chúng ta làm được điều đó thì rất là tốt. Hy vọng là sau này Hùng cũng có những cái lời khuyên thêm cho những chị em hay là những cánh mì râu mà muốn làm quen với yoga, thì chúng ta sẽ cần phải như thế nào. Trước đây thì em tập các bộ môn điền kinh hay là võ thuật hay là kể cả múa cũng vậy. Thì mình cũng chưa có hiểu được cái cảm nhận của hơi thở sâu là như thế nào. Nhưng mà yoga là một cái phương pháp rất là tốt, là giúp cho mọi người biết thở sâu. Và khi mình thở sâu thì oxy nạp vào cơ thể mình nhiều hơn. Nó làm cho mình tái tạo được cái năng lượng một cách nhanh hơn. Vì thế cho nên là sau khi mà tập yoga xong thì em áp dụng được cho tất cả những cái bộ môn còn lại. Nó đều hiệu quả. Cho nên là chúng ta nên học cách tập làm sao thở cho đúng thôi, là chúng ta đã đạt được một cái chìa khóa thành công. Đúng rồi, Mai cũng áp dụng, ví dụ như là chẳng hạn như cái gì mà mình bị hơi đau một chút, mình hít thật sâu. Đúng rồi. Thì nó cũng đỡ được cho mình. Đúng rồi, oxy hoặc vào là sâu. Oxy vào, hoặc là nhiều khi những cái động tác như là down dog hay là trồng chuối đó, thì thường nó làm máu huyết nó sẽ dồn xuống não, nó cũng làm cho trẻ hóa. Ngoài cái phương pháp yoga thì Mai còn biết là Hùng là người rất là mê nấu ăn,
Chính vậy mà cũng đã có cái kênh riêng về nấu ăn rồi. Thì cũng có phải nấu ăn, rồi lựa chọn thực phẩm, rồi cách chế biến như thế nào cho đúng, lựa chọn gia vị cho chuẩn. Đó cũng là một bí quyết để có thể giữ gìn được cái sắc vóc bên ngoài của Hùng không? Dạ đúng rồi, cái phần nguyên liệu thức ăn cũng là một cái phần tiên quyết. Bởi vì thức ăn có tươi ngon thì mới lành, và khi mình nạp vào cơ thể thì mình mới có thể khỏe mạnh được. Bên cạnh đó thì nấu ăn cũng có rất là nhiều điều thú vị. Khi mà nấu ăn thì chúng ta còn cảm nhận được cả những cái hương vị đặc trưng của vùng miền này. Và món ăn cũng là cái sự gắn kết tình thân. Khi mà chúng ta nấu một món gì mà chúng ta đặt cái tình cảm vào dành cho những người yêu thương, thì dường như cái món ăn đó cũng được hoàn hảo hơn, được ngon hơn. Và nó cũng giải tỏa cả nỗi nhớ nữa. Và khi mà em làm chương trình vào bếp cùng Nguyễn Phi Hùng thì đó là những cái món mà mình nhắc nhớ đến quê hương, nhắc nhớ đến cha mẹ mình đã nấu cho mình ăn từ thuở ấu thơ, hay là những cái nơi vùng miền đi qua có những người yêu thương mình đã dành những cái món ăn đó giống như là một cái điều muốn nói lên sự chân thành trong tình cảm. Hay quá. Và trong cái ăn uống, trong cái gọi là ẩm thực của mình thì Hùng có kiêng cử những cái gì đó, vì những cái đó là nó không có tốt cho sức khỏe của mình, và Hùng tập trung những cái món nào đó nhiều hơn không? Thực sự thì em là một người không có quá kiêng khem nhiều. Bởi vì khi mình ăn một cái món ăn của một cái người khách mời ở một cái vùng miền thì mình luôn luôn đón nhận ở một cái tinh thần tích cực, là một cái tình cảm của con người dành cho con người. Cho nên là có thể món ăn đó chưa hẳn là đã đủ những cái yêu cầu về dinh dưỡng, nhưng mà mình ăn trong cái thái độ chân thành, ăn trong một cái thái độ mình đón nhận cái tình cảm. Cho nên là em nghĩ là đó cũng là một cái thái độ để mình chuyển hóa thức ăn đó trở nên lành. Đúng rồi. Và khỏe đó, mạnh. Cái đó là một cái phương pháp chánh niệm đó. Dạ. Trong chánh niệm là chúng ta ăn từ từ, ăn để cảm nhận được chúng ta đang ăn gì, ngay chỉ là cơm trắng thôi. Nhai thật kỹ, sau đó chúng ta sẽ có cái vị ngọt hậu sau. Để chúng ta nuốt đến đâu biết đến đó. Ngay chánh niệm mở cánh cửa để biết cánh cửa. Đi bước đi, chúng ta vẫn đang bước đi trên cái thảm cỏ. Nghĩa là khi mà chúng ta tập về với thiền, với chánh niệm thì chúng ta sẽ luôn thấy cảm thấy an lạc và hạnh phúc. Đúng không? Rồi. Khi đó mình ăn một chén cơm trắng không có nhiều đồ ăn đâu thì chúng ta vẫn cảm thấy ngon. Cảm nhận được cái vị ngọt từ hạt gạo hay là từ cái vị đậm đà của nước tương. Thì em quan niệm là món ăn là một cái sự trao gửi tình cảm nhiều hơn là những cái giá trị, mà tất nhiên là dinh dưỡng thì không thể thiếu được, nhưng mà em vẫn luôn luôn đặt những cái giá trị tình cảm lên trên hết. Nhưng mà nói vậy thôi chứ cũng vẫn phải gọi là có sự chọn lọc chứ. Ví dụ như là ca sĩ đi hát thì Mai được biết là không ăn dầu mỡ nhiều này. Hoặc là hồi xưa đi diễn chung thì thấy các ca sĩ tự nhiên họ muốn cho giọng thanh thì phải uống giá này. Nghĩa là họ cũng có những cái bí quyết mà cụ thể để mà... Đó là những cái lúc mà mình trước khi mà mình lên sân khấu biểu diễn thì mình cũng có những cái chừng mực trong ăn uống. Nhưng mà sau giờ diễn rồi thì mình có thể thoải mái. Tại vì giờ đó thì mình thường thường là em cũng có những cái múi giờ ăn nó hơi khác biệt với mọi người chút xíu. Là cái giờ mình ăn nhiều nhất thì lại là cái giờ mà sau khi biểu diễn xong. Có nhiều khi là buổi tối. Thực ra cái đó là không, về khoa học là không đúng nha Hùng. Về khoa học là không nên, nhưng mà mình cảm thấy là những lúc đó mình mới đủ thời gian sống cho mình, cho những cái điều mình yêu thích về ẩm thực. Còn trước đó thì mình dành thời gian cho luyện tập, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là ăn một chút gì đó rất là nhẹ để lên sân khấu không có bị tức bụng. Nhưng mà để giữ được cái giọng hát thì ngoài vấn đề ăn uống thì chúng ta cũng phải lưu ý nhiều yếu tố đấy, phải không? Dạ đúng rồi, ngoài ăn uống thì giấc ngủ cũng rất là quan trọng. Cho nên là có nhiều người nói là ca sĩ là gần với cái môi trường mà những cái phòng trà, quán bar chắc là đi bar suốt, nhưng mà thực sự đó là cái môi trường để làm việc thôi. Còn sau đó thì mình cũng sẽ chọn những cái nơi có cái không gian nó bình yên một chút, những cái không gian mà tĩnh lặng một chút để mình tái tạo năng lượng. Cho nên là đối với em thì những nơi mà xô bồ ồn ào thì thường thường là mình dành hết nhiệt huyết để cho công việc biểu diễn.
Mà người ta nói ăn như múa ngủ như ca, coi như Hùng vừa múa vừa ca, chắc là vừa ăn nhiều ngủ nhiều. Bây giờ còn thêm cái là la cà nữa. La cà. Vậy là đủ bộ đấy ha. Nhưng mà nói vậy thôi, thực ra cái la cà của Hùng mới đóng dấu ngoặc vì nó quá dễ thương. Và trong những dịp dịch vừa rồi thì Hùng cũng đã cùng với các những ca sĩ khác sốc lại tinh thần của mọi người, những bệnh nhân, những bác sĩ. Hùng có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái công tác thiện nguyện mà mình đã từng tham gia không? Dạ, với em thì được tham gia trong các cái nhóm hội tổ chức về từ thiện thì em cảm thấy là vô cùng là hạnh phúc. Và nhất là trong những cái giai đoạn mà dịch dã, mà người ai cũng phải bị cách ly, thì mình thấy được là những cái món quà tinh thần, cái sự động viên, sự khích lệ, sự chia sẻ nó vô cùng là thiết yếu. Vì thế cho nên là được Sở Văn hóa cho phép để đến với các cái khu cách ly, chia sẻ với những y bác sĩ cũng như là hát cho các bệnh nhân F0 thì em sẵn sàng liền. Mặc dù là lúc đó mình chưa có chích mũi nào. Dạ, cái đi cảm ra giác ngoài không là cũng đã nguy hiểm rồi. Cũng rất là hồi hộp, rất là lo lắng, nhưng mà mình thấy được là bao nhiêu con người vẫn đang căng mình chống dịch, nhất là những người nơi tuyến đầu. Thì mình cũng không nên e dè. Mình cũng đã từng đến với những nơi đảo xa mà nhiều người e dè lắm, nhiều người ngại đến với Trường Sa xa xôi, đi thuyền to sóng lớn. Thì em đã từng đi rồi thì em nghĩ rằng là cho dù gian nan như thế nào cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bởi vì bao nhiêu người chiến sĩ, bao nhiêu các y bác sĩ vẫn quên mình ngày đêm để tận tụy giúp các bệnh nhân thì mình cũng không nên nề hà. Và trong cái việc này thì em cũng giấu gia đình trong những cái ngày đầu tiên đó, bởi vì là ai cũng chưa chích mũi nào. Nhưng mà em vẫn dấn thân cùng các nhóm tình nguyện đến với các y bác sĩ. Thì mình đến nơi mình tiếp lửa bằng những cái công việc đơn giản thôi. Đôi khi chỉ là lời hát tiếng ca, hay là những cái lời khích lệ từ trái tim mình muốn gửi gắm đến các bệnh nhân. Thì em vẫn cảm thấy là cái sức của mình quá nhỏ bé so với cái sự công hiến của các y bác sĩ. Và trong đoàn đi thì không chỉ có ca sĩ, còn có các nhóm tình nguyện viên khác. Cũng có những người làm vai trò là cắt tóc cho các y bác sĩ này. Thì có một điều em xúc động nhất là khi mỗi lần cắt tóc thì các bác sĩ nam thì thường là tình nguyện xuống tóc. Tại vì họ cũng biết là chừng nào mới hết dịch và chừng nào mới được về thăm nhà. Rất là nhiều người đã phải gác những cái chuyện riêng tư của gia đình để tập trung cho vấn đề chuyên môn. Và họ xuống tóc. Trong cái sự hy sinh ấy thì mình còn thấy lấp lánh cả một cái niềm tự hào và một cái sự dâng hiến, một cái tấm lòng thiện nguyện, tự nguyện nữa. Cho nên là khi xuống tóc thì em thấy nụ cười. Cái nụ cười ấy làm cho mình xóa tan đi tất cả những mệt mỏi. Và mình thấy được cả những giọt mồ hôi lúc nào cũng loang loáng ở cái phía trước cái lá chắn khẩu trang mà các y bác sĩ thường phải vào tiếp cận với các bệnh nhân F0. Thì tự nhiên mình cảm thấy là mình được đồng hành với mọi người trong cái giai đoạn khó khăn này, thì đó là một cái điều mình vô cùng may mắn. Và những lúc đó mình đi nhìn đường phố vắng lặng, chỉ còn những cái hàng rào dây thép gai, và điều hạnh phúc là mình thấy được là mình vẫn còn hoạt động được, vẫn còn cống hiến được. Và mỗi cái chạm chốt ấy thì mình đều nhận được cái sự khích lệ của những chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Họ cũng đều mong chúc cho mình có sức khỏe để tiếp tục làm những công việc tốt đẹp này. Vì thế cho nên là trong những tháng ngày dịch dã ấy thì đối với em lại là những ngày khó quên nhất. Mình cảm nhận được cái tình đồng nghiệp, cái sự lan tỏa của sự cống hiến, không chỉ là trong giới nghệ sĩ mà ở mọi người, mọi giới. Mọi người cùng chia nhau từng chút lương thực, và em cũng tận tay để chuyển đến những bà con khó khăn, những người công nhân không đi làm, phải bị cách ly, những cái phần quà lương thực nho nhỏ thôi, nhưng mà ấm lòng vô cùng. Và lúc đó thì cái giá trị vật chất nó nhỏ, nhưng mà mọi người lại cảm thấy là chúng ta có sự san sẻ, có sự yêu thương và quan tâm đến nhau. Thì đó chính là những cái mà chúng ta đã vượt qua dịch dã một cách mà rất là nhiều cảm xúc như vậy. Thực ra bây giờ chúng ta nhìn lại thì chúng ta cũng thấy nó đơn giản, nhưng mà đứng trong thời điểm đó chắc là mọi người vẫn còn chưa quên được cái cảm giác là hoang mang
vì không biết khi nào có thuốc, khi nào thuốc này liệu có tốt hay không, có phòng ngừa được không. Xong đại dịch đến bất ngờ, lần đầu tiên trong lịch sử mà có thể cảm nhận được, có thể thấy được điều này. Và chưa kể những cái rủi ro của rất là nhiều những chiến sĩ, những nghệ sĩ, chẳng hạn như nghệ sĩ Phi Nhung, như bạn bè của chúng ta chẳng hạn, để thấy được rằng là những người làm những công việc thiện nguyện, làm tuyến đầu, họ cũng chấp nhận cái sự may rủi, cái sự gọi là khó khăn đến với họ như thế nào. Và Mai cũng thấy được rất là nhiều những cái câu hỏi của mọi người. Thôi thì để dành một chút dành cho khán giả đặt câu hỏi cho Hùng nha. Chào chương trình, chào ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, em là một khán giả trung thành của anh. Em được biết năm 2021 anh cùng một số nghệ sĩ tham gia vào lực lượng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình lúc đó khá căng thẳng. Lý do nào thúc đẩy anh tham gia khi đi vào khu cách ly, anh có sợ không? Dạ em chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Thì đây cũng là câu chuyện mà anh đang chia sẻ với chị Thanh Mai. Thực sự thì ai cũng sợ hết á. Bởi vì lúc đó thì vaccine thì cũng chưa có đủ cho mọi người. Và mình dám dẫn thân đến nơi ấy. Sau khi mà gia đình biết thì còn phức tạp hơn một chút. Đó là những lời khuyên của những người thân ấy là tại sao lại dẫn thân vào những nơi như vậy. Trong khi đó là nguy hiểm và chưa biết là tính mạng của mình có được an toàn hay không. Thì mình cũng tìm một cách để mình trấn an. Nhưng mà những việc này thì anh cảm thấy là mình đã tự nguyện. Và có những việc thì giống như kể cả việc hiến tạng cũng vậy. Thì mình cảm thấy lương tâm mình mách bảo, mình cảm thấy cái việc này là đúng đắn, thì mình cứ dấn thân. Và tin rằng những cái năng lượng tích cực ấy nó cũng giống như là một cái chất đề kháng, để dù khó khăn, dù hiểm nguy như thế nào thì vẫn tin được là xung quanh ta vẫn có nhau, vẫn có một cái sự đoàn kết, vẫn có một cái sự chia sẻ, để rồi trong lúc khó khăn thì mình cũng sẽ có được những cái bàn tay, cũng có cái sự ấm áp của đồng nghiệp, làm cho mình cảm thấy là sau này Hùng cũng có bị Covid rồi thì Hùng cũng cảm thấy được là nó qua rất là nhẹ nhàng, nếu như chúng ta có một cái tinh thần tích cực. Và nhờ tinh thần tích cực mà đã giúp cho anh không quản ngại, sẵn sàng lao vào tất cả những hiểm nguy ấy. Và thực ra là chắc là mọi người vẫn còn không quên, bởi vì ký ức đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của chúng ta. Nhưng mà để cho chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa những cái khoảnh khắc đó, thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi đoạn clip sau đây nhé. Chân trời bỏ lại ngày buồn đã qua, niềm yêu thương dâng lên thiết tha. Sài Gòn những ngày bão giông, bên nhau vững tin một lòng, để bao nụ cười nước mắt thành lời ca vang mãi trong lòng. Thưa quý vị, bên cạnh những việc là tham gia những hoạt động thiện nguyện thì Nguyễn Phi Hùng còn sáng tác nữa, phải không Hùng? Dạ, trong những cái mùa dịch ấy thì cảm xúc dành cho âm nhạc đối với em là lại tràn đầy hơn bao giờ hết. Thì em cũng viết lên những bài hát để ngợi ca những người y bác sĩ, tri ân các y bác sĩ cũng như là những người nơi tuyến đầu, như là Ba La Những Trái Tim Hồng hay là Lắng Nghe Nhịp Đập Tổ Quốc. Thì có một cái bài hát mà em viết bây giờ cái cảm xúc của em vẫn còn dâng trào, đó là những cái lúc mà mình đi trên thành phố, mình nhìn thấy mọi thứ đều vắng lặng, chỉ còn những hàng cây và đường phố thì không một bóng người. Lúc đó mình dâng lên một cái niềm xúc động. Mình cảm thấy là thành phố này mấy trăm năm mới có những cái chấn động, những cái sự kiện đặc biệt này. Và sâu thẳm trong những cái khó khăn ấy thì vẫn thấy có được lấp lánh những cái tình cảm của con người với con người, những sự sẻ chia, nhường cơm sẻ áo, hay là những cái lời khích lệ, những cái lời chia sẻ mà mọi người đã làm cho nhau. Vì thế cho nên là em có cảm xúc để em viết lên bài hát Sài Gòn Gửi Những Niềm Thương.
thì đây là một bài hát mà em cũng xin được chia sẻ với chị cũng như là khán giả ở đây. Và khi em sáng tác bài này thì em chỉ mong muốn là những cái dịch dạ ấy nó cũng sẽ qua thật nhanh để chúng ta lại trở lại một Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập, lúc nào cũng rộn ràng và lúc nào cũng thấy được ở đó lấp lánh tình người. Sài Gòn chợt nắng chợt mưa, yêu thương nói sao cho vừa, nhớ phố đông tấp nập dòng xe, bước chân rộn ràng sớm khuya. Sài Gòn có những nụ cười ấm áp chứa chan tình người, vượt qua muôn ngàn gian khó, gửi trao yêu thương khắp nơi. Kỳ ngày mới đã đến rồi, bình minh hé dạng chân trời, bỏ lại ngày buồn đã qua, niềm yêu thương dâng lên thiết tha. Sài Gòn những ngày bão giông, bên nhau vững tin một lòng, để bao nụ cười nước mắt thành lời ca vang mãi trong lòng. Sài Gòn những ngày bão giông, bên nhau vững tin một lòng, để bao nụ cười nước mắt thành lời ca vang mãi trong lòng. Sài Gòn trong tôi, Sài Gòn mến yêu. Thương quá, Sài Gòn mến yêu. Thực ra là Hùng sinh ra ngoài Bắc. Học tập lớn lên ở Bắc nhưng mà lại trưởng thành và thành danh ở Sài Gòn. Thật ra các Mai nghĩ rằng cái câu Sài Gòn mến yêu này cũng giống như là thật sự là từ trong đáy lòng mình, để cũng biết ơn, tri ân với một nơi, một thành phố mà mình được chào đón, mình được đón nhận để trở thành Nguyễn Phi Hùng như ngày hôm nay, đúng không Hùng? Dạ, chị đã nói lên được tất cả những cái điều trong trái tim em suy nghĩ. Thực sự thì thành phố là một cái nơi giống như là một cái người mẹ thứ hai đã dang rộng vòng tay giúp cho em phát triển cũng như là chấp cánh những cái ước mơ mà lúc nhỏ mình hoài bão, mình mơ ước. Thì mỗi ngày cái ước mơ đấy nó lại rõ ràng hơn, mình lại chạm nắm vào nó gần gũi hơn bằng những cái công việc mình làm, nhất là những việc lan tỏa những giá trị nghệ thuật tốt đẹp cho mọi người. Và lúc nào thì em cũng luôn có nhiều cảm xúc, và con đường để trở thành một người nghệ sĩ cộng đồng thì em vẫn luôn luôn mong muốn là được đóng góp nhiều hơn nữa cho thành phố thân yêu này. Quá dễ thương. Mai cũng như Hùng vậy, cũng ở ngoài Bắc, sinh ra ngoài Bắc nhưng mà cũng trưởng thành và lớn lên ở trong miền Nam. Miền Bắc thì là thâm trầm, còn miền Nam thì hào sảng. Dạ. Luôn luôn giang tay đón nhận. Phải nói là thật sự ra mình, cái cảm xúc của Hùng khi mà hát lên bài này cũng như sáng tác bài này, đúng là mình để có thể hiểu được rằng cái thành phố mình yêu đến giường nào. Dạ. Mà hôm đó bị đau. Một giai đoạn bị đau, nhưng mà thôi cũng qua rồi. Và một bài hát cũng là một cái kỷ niệm để chúng ta nhớ lại, để chúng ta khích lệ tinh thần của chúng ta và trân quý hơn những gì chúng ta đang có ngày hôm nay. Dạ. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Phi Hùng rất là nhiều. Ta đến đây để cùng trò chuyện với quý vị khán giả. Mai chúc cho Hùng thật nhiều sức khỏe. Mà đẹp trai thì thấy đẹp trai quá rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ chúc đẹp trai. Cảm ơn chị. 20 năm sau chắc Hùng cũng y nguyên vậy đi. Em thì luôn có một cái sự đồng cảm và cảm thấy được là trong cái việc mình nỗ lực để trở thành một người đẹp trai này, hoặc là giữ được cái lửa nghề lâu, thì đó chính là nhìn vào chị Thanh Mai. Chị Thanh Mai là một cái hình mẫu mà luôn luôn trân trọng cuộc sống trong từng giây phút. Và luôn hiểu được những cái giá trị của mình bằng sức khỏe, bằng sắc vóc. Và luôn đem đến những cái giá trị tốt đẹp. Và đặc biệt là chương trình này cũng là một chương trình mà em cảm thấy vô cùng là hạnh phúc khi mà được ngồi lại với chị để nói lên lời yêu mến cũng như là chia sẻ với khán giả những cái mong ước trong nghề nghiệp, trong
cái sự công hiến mà mình mong muốn được lan tỏa lâu dài đến với khán giả của mình. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Phi Hùng rất nhiều nhé. Và chị em mình cũng sẽ có dịp gặp nhau nhiều nữa để có thể tìm thêm, khám phá thêm, chia sẻ thêm với nhau những cái sở thích cũng như đam mê chung với nhau. Cảm ơn chị.